gần 2 tiếng không ạ. Trời ơi, tôi đói gần chết luôn nè. Ai? Trời, xin lỗi, tôi đâu có biết đâu. Tính ra sáng giờ á, tôi đi vòng vòng ở trong cái thành phố này, tôi đi ngắm cảnh nè, sau đó tôi đi ăn nè, rồi tôi đi du thuyền đi vòng vòng câu cá kiểu. Tôi đâu biết xin trời đâu. Dễ sợ nó bắt mình chào ở phan. Ông kia, tôi ra đây ngồi đây có việc gì không vậy? Hả? Thật ra là ngày hôm nay á, ra ngoài đây gặp Sim cũng chưa biết có chuyện gì hết trơn, hẹn cho vui thôi à. Gì ông nói rảnh nha. Trời, biết vậy tôi đi ra ngoài tôi bảo vệ trái đất hơn á. Trời, ngồi đây nghe ông nói được mấy câu đấy thôi hả? Giỡn xíu thôi. Trời ơi, Sim nè, Sim nhìn đằng sau lưng của tôi có gì nè. Đây, thấy gì sau lưng của tôi không? Hả? Ủa, đây là... Đây là cái gì bà nội? Đằng sau lưng ở chỗ này nè bà nội. Ủa, con, đây là một cửa hàng sữa nè. Đúng rồi. Đây, qua bên đây, tôi dẫn qua đây coi nè. Đây, xin giới thiệu với mọi người giấc mơ sữa Việt. Ten. Đây, Sim ơi, tôi biết á, bà là một người rất là thích uống sữa Hero, cho nên hôm nay tôi dẫn bà tới đây để mua sữa Hero. Và sữa của tôi nữa chính là sữa Su Su. Tôi thích uống sữa Su Su. Ôi đất ơi, tính ra tôi thích uống sữa Hero Su Su lắm nha. Đúng rồi. Bây giờ nè, vô đây, tôi dẫn bà vô đây mua sữa. Vô đây. Đây. Rồi, đâu. Đây, xin giới thiệu với Sim. Ở chỗ này á, là nguyên một cái cửa hàng sữa luôn. Nhìn nè, có mấy bán sữa nè. Quá trời sữa trong. Trời ơi, sữa Su Su nè bạn ơi. Sữa tôi thích luôn á. Sữa Hero nữa nè. Quay có tất cả các vị luôn. Trời ơi, hay dữ. Để tôi coi. Ở trong đây là có vị gì đây? Vị dâu nè, vị cam nè, vị nho nè. Đó, trời ơi, quá trời. Ui, xem. Nhìn nè. Ở trên cái hộp sữa màu hồng này có in hình của anh Dragon nè đó. Đây là một cái anh mà tôi hâm mộ lắm luôn á. Trời đất ơi. Rồi, trời ơi, sao trong này nhiều sữa dữ vậy? Trời, tôi xem coi. Cái nào đây? Ui, trong cái tủ lạnh này có sữa nè. Đây, tôi phải mua cái hộp sữa hình anh Dragon mới được. Hộp sữa nào ta? Hộp này phải không nhờ? Tôi xem coi. Phải hộp này không ta? Ui đúng nè, hộp sữa hình anh Dragon nè. Đó, là còn Sim uống sữa nào? Tôi chắc chắn sẽ uống sữa gọi là dâu của công chúa siêu xinh rồi chứ. Công chúa siêu xinh, sữa Hero. Simmy thì rất là thích uống sữa Hero, còn mình thì rất là thích uống sữa Su Su nha các bạn nha. Ui, có cái poster gì đây? Su Su Hero, biệt đội siêu anh hùng bảo vệ trái đất. Đó, trời ơi, ngầu quá trời ngầu luôn. Ơi Sim ơi, thôi bây giờ mình đi tính tiền đi. Tôi thèm uống sữa lắm rồi. Ai? Trời ơi, tôi cũng muốn là uống sữa gọi là Hero dâu. Qua đây. Dạ, em chào anh. Anh ơi, anh tính tiền giúp em ấy. Em mua mấy hộp sữa Su Su Hero nè. Anh tính tiền giúp em với. Dạ, anh mua. Trời ơi, ông mua nhiều ơi. Ủa, tôi bán uống để cho cao hay gì mà mua nhiều dữ gì em? Trời dạ, ơi, trời ơi. Bởi vì là sữa Su Su với sữa Hero ngon lắm, cho nên là em mua nhiều. Em về bỏ tủ lạnh uống dần á mà. Trời ơi, đó, mua nhiều sữa uống như nãy bộ nha. Em gái nhập hỏi em mua hộp sữa này sao đủ mua thêm đi. Trời ơi, Sim ơi, mua nhiều vô một hộp xuống đủ. Đây, tôi lấy luôn cái tủ lạnh về cho bà luôn. Đây, nè. Trời ơi, anh, tính tiền giúp em. Rồi, trời ơi, đại gia, rồi tính tiền liền. Trời ơi, quá tuyệt vời. Dạ. Trời ơi, Sim ơi, này thiệt quá. Tôi đã nói rồi, hôm nay là tôi sẽ đãi, hiểu không? Tôi có nhiều tiền mà, tôi sẽ đãi Sim. Đây. Ơi. Sữa Hero của Sim nè. Sữa Hero của tôi. Dạ đây, kim cương nè anh, em gửi anh. Rồi, tính tiền rồi nha. Cảm ơn em nhiều nha. Trời dạ ơi, dạ, cảm ơn anh. Dạ vâng, lần sau em sẽ ghé qua em mua thêm sữa Su Su. Nhớ chừa cho em cái hộp sữa mà có hình anh Dragon nha. Em thích anh Dragon lắm. Trời ơi, gì đó anh. Bây giờ anh chừa nguyên xe tải cho em luôn. Bây giờ em có cái hàng liền, đừng lo. Cảm ơn anh. Hay, trời ơi, vui quá. Mua được sữa các bạn ơi. Chắc là bây giờ mình phải về nhà thôi. Đi thôi Sim, về nhà. Ủa? Cái gì mà sao ở ngoài đây? Oh my god, cái gì mà sao ở ngoài đây nhiều mấy bạn động vật hoang dã vậy? Ôi trời, chẳng lẽ là mấy bạn này cũng thích sữa, bạn này tới đây hả ta? Cái gì mà có con tê giác nè, con hươu cao cổ, con voi. Ủa gì vậy? Anh chị ơi, xin lại cứu tụi em. Ủa, trời ơi mấy bạn ơi, một con thỏ biết nói chuyện. Ủa, có chuyện gì vậy ta? Có chuyện gì vậy em thỏ? Dạ chị ơi, bỗng nhiên tụi em đang ở trong rồi một cách rất là tự nhiên và an lành. Bỗng nhiên có một đám người xấu tới, đốt phá rừng cây, chặt phá rừng cây. Nên là bây giờ tụi em không còn chỗ để ở, để ra tận đây ạ. Hả? Cái gì? Có một kẻ xấu vào trong rừng, đốt hết rừng cây, sau đó chặt phá cây và bây giờ mọi người không có chỗ ở hả? Dạ vâng ạ, anh chị ơi giúp tụi em đi. Còn nếu không tụi em sẽ bị tiệt chỗ mà không còn nơi ở nữa. Thôi, được rồi, em thỏ, em đừng khóc nữa, em đừng khóc nữa nha, ngoan nha. Trời ơi, Sim ơi,
Thì ra là mấy cái bạn động vật hoang dã đi đến đây là để cầu cứu. Trời ơi, mình nghe nói có cái gì mà có mấy cái bọn xấu gì vô trong rừng chặt phá rừng cây rồi đốt rừng nữa. Ôi trời. Ơi. Các bạn là lũ quái vật phá hết gọi là môi trường đấy mà. Đúng rồi, chắc chắn là một cái kẻ xấu nào đó đang tính âm mưu cái gì đó, cho nên là hắn ta mới đốt hết rừng cây, chặt phá rừng nữa. Trời ơi, thiệt luôn á. Mấy bạn nhỏ nè, mấy bạn nhớ là không có được bắt chước cái tên kẻ xấu này nha. Rừng cây á là thiên nhiên, là cây xanh á là đem lại oxy giúp đỡ cho con người có thể hít thở được, cho nên là mấy bạn hãy nhớ là không có được phá hoại rừng cây nha. Hãy nên nhớ trồng nhiều cây xanh để giúp cho trái đất của chúng ta càng ngày càng được xanh sạch đẹp nha bạn. Ôi, thôi được rồi em thở. Bây giờ á, vì tất cả những bạn ở đây thì anh sẽ giúp em và giúp cho những bạn voi nè, bạn sư tử nè, bạn cọp nè, bạn gấu nè, bạn rắn nè có được chỗ ở, có được khu rừng lại. Thì bây giờ em hãy dẫn đường đi, anh chị sẽ đi đến đó để tiêu diệt kẻ xấu. Thật là em cảm ơn chị nhiều. Thôi bây giờ không còn thời gian nữa đâu, anh chị đi theo em đi. Được. Ê mà khoan, từ từ em ơi, từ từ bình tĩnh. Hay bây giờ anh chị đi đến đó, lỡ đâu bọn kẻ xấu đông quá làm sao anh chị có thể thắng lại được, cho nên hãy đợi anh chị một tí. Thôi, Simmy, bây giờ á, tôi với bà hãy cùng nhau uống sữa Susu và Hero vô để biến hình và sau đó đi tiêu diệt kẻ xấu nha. Ok. Được thôi, vậy còn chần chờ gì nữa nào? Nạp năng lượng bảo vệ trái đất. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã biến thành hiệp sĩ Dragon rồi đây. Ok, còn Simmy là ai Sim? Mình chính là công chúa siêu sinh. Công chúa siêu sinh, hay quá. Vậy là bây giờ bọn mình đã có được sức mạnh của sữa Susu và sữa Hero rồi. Ngay bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đến cái sào nguyệt của cái bọn kẻ xấu kia để tiêu diệt bọn chúng, không cho bọn chúng phá hủy cây rừng nữa. Được rồi Thỏ, bây giờ em hãy dẫn bọn anh đi đến đó đi. Dạ vâng ạ, hướng này ạ. Ok, đi thôi. Hey. Đi thôi. Mình nhất định sẽ xử tội cái bọn kẻ xấu này. Đi nhanh lên Thỏ ơi. Ok bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã tìm được đường đến được căn cứ bí mật của cái tên kẻ xấu. Kẻ xấu tên là gì ta, tôi quên mất tiêu rồi. Công chúa siêu sinh, cái tên kẻ xấu tên là gì ạ? Trời ơi, cái tên hắn ta gì đó mày còn không nhớ, hắn ta tên là quái vật Ba Boy. À đúng rồi, cái tên Ba Boy á bạn ơi. Trời ơi đúng rồi, tên Ba Boy nha bạn nha. Và bây giờ bọn mình cũng đến được căn cứ bí mật của hắn ta nè. Mà sao cái căn cứ bí mật này nhìn có vẻ hiện đại ghê luôn á bạn. Nhìn máy móc các kiểu nè. Ủa mà nó có cái cục gì trắng trắng chạy qua chạy lại từ nãy giờ ta, cái này là gì vậy? Ây da, ui cái gì vậy? Trời ơi. À tôi biết rồi, cái này không phải là cái cục gì trắng trắng đâu. Cái này là cái lưỡi cưa á Sim ơi, cho nó chạy qua chạy lại nè. Oh my god. Đúng rồi. Từ từ. Ui, nhảy qua nè. Trời né được rồi. Nhảy qua. Ê. Trời cái gì vậy? Ui. Coi chân nha công chúa siêu sinh. Cái này nó dễ trúng lắm đó. Ôi. Ok. Ồ trời ơi, cuối cùng cũng qua được rồi. May quá, xém nữa tôi bị mấy cái lưỡi cưa nó chém trúng rồi. Hay. Ơi mà sao cái con rồng này của tôi nó cũng qua được rồi. Con rồng tôi nó giỏi quá vậy ta. Cái nó con rồng còn qua trước ông luôn á gia đình. Trời đất ơi, gì vậy? Là do từ nãy giờ tôi qua mà tôi chưa có uống sữa Susu á, tôi mà uống vào cái đùng là thế nào nha, tôi cũng sẽ tăng sức mạnh tôi qua được liền thôi, chẳng qua tôi nhường Sim đó, tôi nhường công chúa siêu sinh đó. Ủa? Rồi ok, con nào tiếp theo nè. Mà còn cái chỗ này chỗ nào ta, giờ mình đi đâu nữa? Ủa sao đường cục vậy? Ủa, hình như là lên trên này thì phải. Bí mật gì đó chứ. Đây. Wow. Wow, trời ơi, nhìn nè công chúa siêu sinh, ở trên đây là nguyên một cái căn cứ bí mật, có máy tính rồi luôn nè. Ủa chỗ này có cái cửa vậy nè. Ui. Ơi, hình như là mình phải đi qua bên đây nè, nhưng mà làm cách nào qua được giờ, hình như có mật mã hay sao á. Tôi nhập thử sinh nhật của tôi vô coi. 22 tháng 2 năm 2001 phải sinh nhật của tôi không ta, được không ta? Ủa. Rồi. Hình như không được. Được. Trời ơi. Vậy chứ bây giờ tôi phải làm sao vợ? Tôi kiếm được coi, để tôi dùng công chúa siêu sinh. Bây giờ cậu hãy thử uống sữa Hero vô, sau đó cậu sử dụng sức mạnh tinh mắt và cậu nhìn xung quanh coi nó có cái gì để mình giải mã không? Để tôi. Năng lượng bảo vệ trái đất. Được rồi, công chúa siêu sinh, cậu hãy thể hiện trước đi. Tôi coi xung quanh đây không có gì cả. Đấy. Khoan. Tôi cảm giác ở trong mấy cái hộp này có một cái gì đó. Có gì hả? Đâu tôi xem coi. Ui, nó có một cái quyển sách gì nè. Ủa, mật mã. Để tôi xem coi. Ui đây nè, trời hay quá công chúa siêu sinh ơi. Ê bạn nè, bây giờ bạn đọc đi, tôi nhập cho. Ok, cái này là 593. Rồi nhiêu nữa? 681.
681. Ui, đưa cái nè, quá. Đó, các bạn thấy chưa? Không nhờ có sữa su su nên đã thông minh hơn, giúp cho mình mở được mật mã nè các bạn. Nhưng mà sao con rồng của tôi bị kẹt lại rồi. Trời ơi, trời. Để tôi bấm lại. Công chúa siêu sinh đọc lại tôi lần nữa thôi. 593681. Gọi qua đi rồng. Trời ơi, con rồng này. Ai, ok. Lại lưỡi cưa nữa hả? Ủa, lại lưỡi cưa nữa? Trời, cái gì lưỡi cưa hoài vậy? Ui, bây giờ phải nhảy qua. Không sao, có một cái lưỡi cưa không sao hết. Ủa rồi còn cái này là gì đây? Ủa, cái này là phải bắt cua qua hả? Trời ơi, làm sao mà nhảy qua được? Trời, bên này nó dài nó như vậy mà làm sao mà qua được? Ôi. Trời, tính ra mình chỉ siêu nhanh thôi chứ mình không siêu nhảy cao ở nhà luôn. Đúng rồi đó. Ê, đúng rồi, không, tôi khác nha. Tôi là dragon, tôi là siêu sức mạnh. Cho nên á là tôi có thể nhảy cao được á. Hợp lý. Coi tôi nè, để tôi thể hiện cho hồi nãy là công chúa siêu sinh thể hiện đúng không? Giờ tới được tôi nè. Uống sữa su nè. Nhông. À, nạp năng lượng, bảo vệ trái đất. Rồi, bây giờ bạn coi mình nè nha. Ôi. Đó, ghê chưa? Nhảy được hai lần luôn, ghê chưa? Cái gì mà ghê dữ vậy? Trời ơi. Sao da cái đứa này có cái khả năng này được? Tôi thấy rồi, đây có nguyên cái lớp tàng hình nè, da cần. Ủa? Ủa? Đó, mày cũng thể được rồi. Trời đất ơi, bên này có cái lớp tàng hình mấy bạn ơi. Trời đất ơi là trời. Thôi, không sao. Bởi vì tôi không có tinh mắt cho nên tôi không nhìn thấy bài lóc tàng hình. Nhưng mà ít ra tôi cũng có uống sữa vô, tôi nhảy qua được, hiểu không? Đây. Ui, hình như cái này á là mình sẽ phải nắm lên trên cái cây cột ở phía trên này là mình nhảy qua hay sao, công chúa siêu sinh ơi? Vậy sao á? Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ làm cho coi. Ok, đây trời, hồi nãy là tôi uống sữa su, tôi có sức mạnh rồi, giờ coi tôi nè, tôi bám cái cây cột, tôi nhảy lên nè. Hui. Wow. Thấy không? Tôi bám qua được nè. Ok, qua được rồi, hay quá. Sao con rồng của tôi từ nãy giờ nó cứ rơi xuống lava hoài ta. Nhưng mà hình như là nó là hệ lửa cho nên không bị cháy nè. Qua đây rồng. Ok. Trời ơi, trời, con rồng này của mình nước thiệt luôn á các bạn. Ở bên này là cái gì vậy ta? Mình nhìn thì mình nghĩ rằng hình như cái này là chúng ta sẽ phải chọn một cái cửa đúng hay sao bạn ơi. Hay, nhưng mà hai cái cửa này nhìn ý hệt như nhau rồi, làm sao mình biết cái cửa nào là cửa đi được trời. Thôi, chắc là để tôi thử rồi, tôi chọn thử cái cửa bên này thử coi nha. Ôi. Ui. Rồi xong tôi rồi. Rồi xong tôi luôn. Té xuống ba ba. Cái gì mới qua mà ông đã chạy vô xuất sắn rồi, mình phải nhìn kỹ chứ. Ông quên tôi là chỉ đã công chúa siêu sinh có khả năng nhìn xuyên thấu mọi thứ hả? Hả? Đâu vậy bây giờ xem nhìn thử coi chỗ nào là chỗ đúng nè, công chúa siêu sinh. Trời đất ơi, đương nhiên là bên phải rồi. Ông phải luôn nhớ bên phải là luôn đúng đắn rồi không? Ủa dạ, đâu bên phải à? Ủa? Ê, nhưng mà khoan từ. Tính ra chỉ có mỗi hai đường thôi. Thì tất nhiên là đường bên trái không phải là đường bên phải là đúng rồi. Trời đất ơi, tôi chưa kịp nói ông chạy sân sấn vô rồi. Ôi, xin lỗi. Trời ok. Nói chung á là công chúa siêu sinh là có sức mạnh tinh mắt là hơi bị ghê đó. Hơi bị đỉnh rồi đó. Ok rồi, qua đây. Ủa gì đây? Ủa, còn này là gì ta? Ui. Ủa, cái này để mở cửa nè. Ok anh, mở cửa ra. Thầm miếng mật. Oh my god, cái này là cái gì đây trời? Hey, để đi xuống bên dưới coi bên dưới này là cái gì đây. Tôi nghĩ rằng là cái tên ba boy này không có đơn giản đâu. Chắc chắn hắn ta lại tiếp tục xây một cái bẫy gì đó để bẫy bọn mình tiếp nè các bạn ơi. Công chúa siêu sinh, bạn hãy thử nhìn qua bên kia coi. Bạn dùng gọi là ánh mắt của bạn, bạn nhìn qua bên kia thử coi. Bạn có thấy gì bên đó không? Để tôi coi. Thấy chứ. Có gì không? Khoan, nè gia đình, tôi thấy bên kia có rất là nhiều cỗ máy gì á. Cỗ máy hả? Cỗ máy gì ta? Đâu vậy, tôi qua xem coi. Ôi trời, cái chỗ này có cái cửa bằng sắt nó chặn lại rồi. Trời ơi, sao toàn mấy cái thứ khó khăn vậy ta? Bây giờ làm sao mình qua được đây gia đình? Trời ơi, bạn quên mất là tôi lại có siêu sức mạnh hả? Giờ tôi uống sữa su vô. Nhông. À, nạp năng lượng bảo vệ trái đất. Ok, coi tôi nè. Đó, mở cửa luôn rồi, chơi chưa? Rồi, đi qua. Tôi đang bị cái gì nè? Hình như là cái đường đi màu xanh này nè, mình dặm vô á là mình sẽ bị độc hay sao á, tôi thử coi. Đó, hay không? Đây là đường đi độc tố. Oh my god. Vậy tôi hiểu rồi. Vậy là hồi nãy Simmy thấy có mấy cái cỗ máy ở bên đó, vậy chắc chắn cái đó là cỗ máy độc bởi bạn ơi. Nhiệm vụ của bọn mình là phải chạy ở bên đó để tắt hết mấy cái máy đó thì bọn mình mới có thể vượt qua đây được. Cái tên ba boy này ác độc thiệt chứ. Được rồi, bây giờ công chúa siêu sinh, bạn đi ở bên phải đi, mình đi bên trái nha. Ok, chuẩn bị nè. Cẩn thận nha. Ok, 3 2 1.
Ê, thôi. Ui trời ơi, trời ơi. Ai da, đọc đâu quá à, làm cách nào. Ui, có một cái máy nè, có một cái máy nè. Ui, may quá, may quá. Ơi, bây giờ mình làm sao mình tắt nó được? Làm sao mình tắt nó được? Rồi, bấm vô đó nè, sau đó tắt nó đi. Ok. Ui, rồi ok, xong được một máy rồi nè. Trời ơi, bây giờ vẫn còn nhiều máy quá, làm sao qua được. Trời, thiệt khổ ra luôn á. Ê, công chúa siêu sinh ơi, không ổn rồi. Mấy cái máy này á, nó nằm ở xa nhau lắm. Mà mình á, thì mình bị mù nè, rồi mình bị độc khi mà mình bước lên trên cái sàn nhà á nữa. Thì bây giờ làm sao mình có thể tắt hết được. Ông quên rồi hả Giá Gần? Ông quên mất là công chúa siêu sinh này có khả năng siêu tinh mắt sao? Nếu mà ông vào là cánh cổng này thì chắc chắn ông sẽ không thấy gì cả. Nhưng riêng tôi đi vào thì tôi sẽ thấy được, bởi vì tôi có đôi mắt tinh anh này mà. Hợp lý, tại sao mình lại quên vậy ta? Tính ra nha, là hồi nãy vào trong cái nhà tù đó thì mình ngay lập tức bị mù liền luôn. Nhưng mà riêng công chúa siêu sinh thì công chúa siêu sinh có khả năng siêu tinh mắt, cho nên có thể thấy được đường. Vậy thì bây giờ công chúa siêu sinh, bạn chạy vô, bạn tắt mấy cái máy đó đi. Nhưng mà có một điều đó chính là tôi không thể khỏe mạnh để có thể vào trong đây để tắt cái cổ máy được, bởi vì tôi là con gái mà. Nên... cũng đúng ha. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ cứ để tôi đi. Công chúa siêu sinh, chúng ta sẽ hợp tác lại với nhau. Bây giờ bạn hãy đứng ở đây, bạn nhìn giúp tôi coi là cái cổ máy nằm ở chỗ nào. Bạn hãy chỉ đường cho tôi. Còn tôi á, tôi sẽ sử dụng sức mạnh, siêu sức mạnh của tôi để tôi tìm đường để nó tắt mấy cái máy, được không? Ok, đã đó, được rồi, đi đi ra gần. Ok, được, để tôi. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ uống thêm sữa su su vô để mình tăng thêm sức mạnh nha bạn nha. Nhầm. Dạ, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn kìa. Hiện tại bây giờ là máu của mình đang tăng lên, mấy bạn ơi, thấy không? Đó, quá trời máu luôn. Vậy thì mình sẽ dễ dàng vượt qua được mà không lo bị mất máu rồi. Được rồi, công chúa siêu sinh, bạn có nhìn thấy đường chưa vậy? Tôi thấy rồi, thế ở đây đang có 3 cổ máy, nên nhiệm vụ của ông bây giờ phải tắt 3 cái máy đó nha. Ok, được thôi, vậy bây giờ chỉ đường cho tôi nha. Rồi, ông đi thẳng, đúng rồi, đi thẳng hả? Rồi, đó, đó, một cổ máy đó. Rồi, ok, tìm được một cổ máy rồi. Trời ơi, thiệt đáng sợ luôn á, tắt cái máy này đi mới được. Ok, tắt cái đi. Rồi, ok, xong một máy. Rồi, tiếp nha công chúa siêu sinh, tôi chạy tiếp nè. Hey. Lùi lại, rồi để phải đi, phải. Hả? Đây, thấy rồi. Ok, tắt thêm cái máy này nữa. Rồi, ok, còn bao nhiêu máy nữa công chúa siêu sinh? Còn một máy cuối cùng. Rồi, còn một máy cuối cùng. Đây, đây, bên này. Máy cuối cùng. Ôi, trời ơi, mệt quá. Thiệt quá, tắt mấy cái máy này mệt muốn chết luôn á. Ok, tắt cái nè. Ok, xong. Công chúa siêu sinh. Đây, tôi đây. Rồi, con rồng của tôi đâu rồi? Rồng ơi. Hình như con rồng của tôi nó bị kẹt ở ngoài hay sao á. Thôi, kệ, hình như trong đây. Quên rồi. Trong đây nó chui vô không được. Ok, thôi, để tôi mở cửa. Trời, lại thêm cái cửa sắt nữa hả? Tưởng gì, coi tôi nè. Ui. Mà khoan ra rồi, ông nhìn kìa. Thì ra đây chính là tên quái vật ba bôi trong truyền thuyết sao? Đến bây giờ mình mới gặp được hắn. Này, cái tên ba bôi kia. Hả? Tên nào đang kêu tôi đó? Hả? Là ta đây. Công chúa siêu sinh. Công nhận là cái ngươi cũng giỏi thật đó, dám tới địa bàn của ta sao? Tại sao lại không chứ? Ta nói cho ngươi biết nè, bất cứ chỗ nào có kẻ xấu thì ở chỗ đó sẽ luôn có những người anh hùng giống như ta. Anh hùng? Anh hùng là cái gì? Ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết tại sao hai ngươi lại tới đây. Bọn ta tới đây là để hỏi tội ngươi đó, cái tên ba bôi kia. Ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại phá hủy cây rừng để làm cho các bạn động vật hoang dã không có chỗ để sống, hả? Tại sao hả? Tại vì ta chính là chùm hắc ám. Ta sẽ phá hết tất cả những cây xanh trên trái đất này để ta xây dựng căn cứ và chế tạo vũ khí. Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả con người. Thì ra là như vậy. Ta đã hiểu rồi. Hóa ra là ngươi đã âm mưu từ rất là lâu. Ngươi muốn tiêu diệt trái đất, cho nên là ngươi quyết định chặt hết tất cả các cây xanh để xây dựng căn cứ và chế tạo vũ khí, đúng không? Chứ còn cái gì nữa, ta vừa mới nói xong đó, bây giờ ngươi lại hỏi lại là sao? Ta quên. Ê, nhưng mà không được, ta nói ngươi nghe nè. Ngươi á, mà cứ làm cái việc xấu như thế á, thì thế nào á, một ngày đó ngươi cũng sẽ bị gặp quả báo cho mà coi. Và ngày hôm nay, có ta ở đây, Giá Gần và công chúa siêu sinh, bọn ta sẽ ngăn chặn ngươi lại, không để ngươi thực hiện cái âm mưu ác độc của ngươi đâu. Các ngươi chỉ là bọn nhóc con thôi, thì làm gì được ta hả?
Ba Boy à, ta nói cho ngươi biết nè, ngươi đã sai lầm rồi. Mặc dù bọn ta chỉ là những đứa trẻ bình thường, nhưng mà bọn ta đã có sữa Susu và Hero ở đây. Bọn ta đã có sức mạnh của sữa Susu và Hero. Bọn ta sẽ không sợ ngươi đâu. Hả? À, cái gì? Sữa Susu và Hero hả? À, được, nếu như vậy thì bây giờ hãy xem ta đây. Hả? À, cái gì? Ngươi tính làm cái gì? Ôi trời. Tại sao xung quanh tới thui vậy? Ủa sao xung quanh tới thui vậy? Hả? Ủa trời. Cái chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Sao tự nhiên vừa rồi mọi thứ xung quanh tới thui luôn mấy bạn ơi. Ủa chuyện gì vậy? Sao tôi không thấy gì hết trơn vậy? Hả? Ui. Ủa mà khoan từ. Ủa sữa Susu của mình đâu rồi? Ủa. Chắc là người đang bất ngờ lắm đúng không nào? Sữa Susu và Hero của các ngươi đang ở bên đây nè. Cái gì? Ây, trời ơi, cái tên Ba Boy đáng ghét này. Hắn ta dám lấy sữa Susu và sữa Hero của bọn mình rồi. Trời ơi, chết rồi, công chúa xinh xinh ơi. Bây giờ mình phải làm gì đây? Bây giờ hai hộp sữa đã bị đánh cắp. Làm sao tụi mình có thể khai triển sức mạnh được chứ? Đúng rồi, bây giờ không có sữa ở đây thì làm sao bọn mình có sức mạnh được trời. Bây giờ làm sao đây? Chết rồi. Chẳng lẽ bây giờ bọn mình phải đầu hàng sao? Trời ơi. Không có sữa ở đây á thì các ngươi coi như vô dụng rồi. Bây giờ ta sẽ tiêu diệt các ngươi và sau đó ta sẽ tiêu diệt hết tất cả con người và ta sẽ chiếm luôn cả cái trái đất này. Trời ơi mấy bạn ơi, chẳng lẽ bây giờ mình phải đầu hàng sao? Công chúa siêu sinh ơi, giờ mình phải làm gì đây? Bất ngờ sửa rồi, bây giờ làm sao mà thắng cái con quái vật đấy được? Đúng rồi, bọn mình sẽ không có sức mạnh. Bây giờ phải sao đây trời? Bây giờ làm sao đây? Ủa cái gì vậy? Một em thỏ biết nói. Đúng rồi em. Sao vậy? Dạ, này em thấy cái ông kia mặt xấu xấu thấy ghê ăn cắp sữa của anh chị, nên bây giờ em đã lấy lại hộp sữa cho hai người rồi nè. Ui, đâu em. Sữa của anh là sữa Susu á. Đây rồi. Trời ơi, cảm ơn em nha. Thôi, may quá mấy bạn ơi. Tính ra cái bạn thỏ này á, bạn nó có chút xíu à, cho nên bạn ấy đã lấy lại hộp sữa cho bọn mình. Mà cái tên kia không biết luôn. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Yên tâm đi, anh chị hứa anh chị sẽ tiêu diệt cái tên này và đem lại một cái khu rừng xanh sạch đẹp, thật là nhiều cây để cho em sinh sống nha. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Anh chị nhớ tiêu diệt hắn ta nha. Ok em. Đức định nè. Mấy hộp sữa ta, mấy hộp sữa đâu rồi? Cái tên Ba Boy kia, bây giờ bọn ta lấy được hộp sữa Susu và Hero rồi. Bây giờ hãy xem sức mạnh của bọn ta đây. Các ngươi định làm gì? Hãy xem đây. Nạp năng lượng bảo vệ trái đất. Bây giờ hãy xem sức mạnh của bọn ta đây. Cây sức mạnh kia. Sức mạnh kia là gì vậy? Mình cùng với công chúa siêu sinh, bọn mình đã cùng nhau tiêu diệt được cái tên kẻ xấu Ba Boy đó rồi. Và bây giờ bọn mình đang cùng nhau đi trồng thêm cây xanh để giúp cho trái đất của chúng ta thêm xanh sạch đẹp hơn nữa nè các bạn. Hay thiệt luôn á, cái tên Ba Boy này để tiêu diệt được hắn á, mình phải nhờ đến sức mạnh của sữa Susu và sữa Hero rất là nhiều luôn. Cho nên các bạn nào mà muốn trở thành siêu anh hùng như bọn mình thì hãy nhớ uống sữa Susu và sữa Hero để nhanh được cao lớn giống như Phong và thông minh như là Simmy nha. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi trồng cây thôi à Simmy. Đây, bọn mình cùng nhau trồng cây để giúp cho rừng sẽ được nhiều hơn. Ok, đây. Nè Sim, bên này nè. Đây. Đó. Này, Thỏ ơi, anh nói em nghe nè. Từ nay anh chị sẽ kêu gọi những bạn fan trồng cây để giúp cho trái đất thêm xanh sạch đẹp, trái đất có thêm nhiều rừng cây hơn để bọn em có nhiều chỗ ở hơn nha. Ủa thật à, em cảm ơn nhiều à. Ok, được rồi, vậy thôi bây giờ bọn anh chị trồng tiếp nè. Trồng tiếp thế nào? Đây bây giờ mình sẽ
mình để mầm cây xuống rồi còn còn công chúa sẽ sinh chồng nha. Ok, đây. Đây đây đây, để cho cây vô. Ok, và mấy bạn hãy nhớ là nói gương theo bọn mình là hãy trồng thật là nhiều cây xanh để giúp cho trái đất của chúng ta thêm xanh sạch đẹp nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Tạm biệt.